Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Tuấn, kiện tướng quốc gia cờ vua. Hôm nay thì chúng ta hãy cùng xem trận đấu giữa hai danh thủ Goldsmith và danh thủ Brain Hunter. Trong trận đấu này thì Goldsmith là người chơi con trắng và Brain Hunter là người cầm con đen. Nếu bạn chưa đăng ký kênh thì đừng quên ấn đăng ký và nhấp vào hình cái chuông để xem những ván cờ vua mới nhất. Hai bên nhanh chóng nhập cuộc bằng phòng thủ Hà Lan. Trắng không đẩy tốt C4 như thường lệ mà mạo hiểm dâng tốt E4, thí tốt để tạo thế tấn công ngay từ đầu. Đen ăn tốt sang E4, trắng triển khai mã lên C3, tìm cách bắt lại tốt. Đen nhảy mã lên F6, bảo vệ tốt. Trắng đẩy tốt F3, tiếp tục thí quân tốt thứ hai để đưa được quân ra trận sớm. Không chê, đen lập tức ăn tốt xuống F3, trắng ăn mã lên F3. Đen đẩy tốt E6, mở đường cho tượng F8 xuất trận. Trắng phi tượng lên G5 rằng, đen lên tượng E7. Trắng phát triển tượng lên D3, chĩa về phía cánh vua rình rập. Đứng trước một thế cờ mở, đen nhanh chóng nhập thành, đưa vua vào khu vực an toàn. Trắng cũng nhập thành, chuẩn bị khai chiến. Đen lên tốt B6, ý định đưa tượng lên B7, kiểm soát đường chéo chiến lược H1, A8. Trắng đưa mã vào chiếm đóng ở E5. Ở cứ điểm trung tâm này, mã trắng tạo ra nhiều mối đe dọa và trực tiếp uy hiếp cánh vua của đen. Đen thấy kế hoạch đưa tượng lên B7. Tuy nhiên là đen đã không ý thức được sự nguy hiểm đang rình rập vua mình. Lẽ ra thì sau khi đã hơn tốt, đen nên lên tượng A6 để tìm cách đổi con tượng nguy hiểm ở D3, hòng giảm bớt áp lực bên cánh vua. Về phía trắng, sau khi đã tập trung một lực lượng lớn quân chủ lực sang cánh vua, trắng liền phát lợi tổng tấn công, mở màn bằng việc tiêu diệt quân mã phòng thủ của đen ở F6. Đen ăn tượng lên F6, không để cho đen kịp trở tay. Trắng tiếp tục thí tượng và tốt H7 chiếu, phá tan hệ thống phòng thủ của đen. Thế nhưng đen lại không hề tỏ ra sợ hãi, thản nhiên ăn vua lên H7. Mồm kêu, ngáo à em, tự dưng lại biếu anh con tượng. Mình xin... Thế đen sập bẫy, trắng nhanh chóng phi hậu lên H5 chiếu. Đen xách vua chạy về G8, trắng nhảy mã vào G6, dùng kế dương đông kích tây, giả vờ tấn công xe. Đen tiếc của chạy xe sang E8, không chậm trễ, trắng lao hậu xuống H8 chiếu. Đen chạy vua lên F7. Với việc quân tượng F6 đang bị giằng, phải che chắn trước mặt vua, cho nên không thể di chuyển. Trắng liền lùi mã về E5 chiếu. Đen chạy vua sang E7, thầm nghĩ, không phải xoắn, xem làm gì được nhau. Thế nhưng trắng lại gây bất ngờ bằng nước thí hậu và tốt G7. Đen ăn tượng về G7. Chỉ chờ có thế, trắng lao xe xuống F7 chiếu. Lúc này thì đen mới lờ mờ hiểu ra rằng quân hậu mà mình vừa ăn là quân hậu tẩm thuốc độc, mình trúng kế nó rồi. Đen cố gắng chạy vua lên D6, tìm đường tẩu thoát sang cánh hậu. Song dường như là đã quá muộn, trắng lập tức nhảy mã lên B5 chiếu. Đen không có cách nào khác là chạy vua lên D5. Không cho đen kịp hoàn hồn, trắng nhanh chóng dâng tốt C4, bồi thêm một nước chiếu nữa. Đen lúng cuống chạy vua lên E4. Trắng qua xe E1, chiếu hết trong sự ngỡ ngàng của đối thủ. Một thế cờ chiếu hết quá đẹp, phải không các bạn?